Đây các bạn ơi, đây là bức tranh của bạn Bún đây. Công chúa đang mặc cái váy màu xanh, cái áo ở trên màu hồng và mái tóc màu cam. Ở trên có rất là nhiều hoa, đó là những bông hoa màu hồng đấy. Sang bài của bạn Bắp. Chào mừng các bạn đến với kênh Bún Bắp Tô Màu. Hai xin chào tất cả các bạn. Bắp chào các bạn rồi đúng không? Chào các bạn rồi. Vâng, hôm nay ba bố con Bắp có một bức tranh mới các bạn nhá. Bức tranh là... Bức tranh này gọi là bức tranh pha lê đúng không? Vâng ạ. Đây con là một cô gái. À, Bắp là ông mặt trời đúng không? Và bông hoa. Đây là bức tranh người ta làm bằng meca. Ở bên trong người ta đã cho mình một cái vỉ màu sẵn rồi các bạn. Đây giống như là em Bắp đang bóc ra. Đây những cái vũ màu nhỏ nhỏ nhá. Và có cả cái bút để chúng mình tô màu. À đây bức tranh của chúng ta là có hai cái chân đế các bạn nhá. Khi chúng mình tô xong đi bố bảo như này thì chúng mình sẽ dựng lên như này. Các bạn ơi, bức tranh trong veo nhá, chỉ có những cái đường bo đen thôi, người ta định hình sẵn cho mình rồi. Bây giờ chúng mình phải dùng màu để chúng mình tô. Đây, em Bắp đó là những bông hoa ông mặt trời. Còn của bạn Bún. Con cũng có cả mẫu luôn. Đâu cho bạn xem với. À, của bạn Bún là hình cô gái rất là xinh, công chúa đây nhá, mũ đội ở trên đầu còn cài rất là nhiều hoa. Và ở dưới là mặc váy. Bây giờ bạn Bún sẽ tô màu để các bạn cùng xem nhá. Trước tiên thì con sẽ tô màu. Đây là những cái hũ màu nhỏ các bạn. Chúng mình sẽ dùng bút để chúng mình chấm vào đây. Chúng mình tô, chúng mình không cần pha, người ta đã pha sẵn cho mình rồi. Các bạn ơi, màu đầu tiên bố bạn Bún đang tô đó là màu đỏ. Bố bạn Bún đang tô cái cầu vồng có rất là nhiều màu. Và bạn Bắp đang tô màu vàng. Đây bạn Bắp đang tô những mặt của bông hoa mặt trời rất là đẹp các bạn nhá. Đây là bức tranh bằng meca, chính vì thế mà người ta bo đen cho mình hết những cái hình sẵn rồi và có màu đen. Bây giờ chúng mình chỉ việc dùng bút, chúng mình chấm màu, sau đó chúng mình sẽ tô thôi. Và màu đầu tiên bạn Bún đang tô đó là màu kem, màu của da người. Bạn Bún đã tô xong cái mặt nhá, bây giờ bạn Bún đang xuống phần cổ và phần cánh tay. Đây, hai bố con bạn Bắp đã tô được rất là nhiều các bạn, những con ong và những bông hoa, những ông hoa mặt trời. Bạn Bắp tô màu xanh rất là đẹp và đám mây ở trên đây bố bạn Bún đã tô xong. Bây giờ hai bố con vẫn đang tiếp tục chấm màu để tô, các bạn cùng xem. Màu hồng. Em Bắp tô màu hồng ở đâu đây? Đây ạ. À, con bướm màu hồng à, hay con ong? Con này là con. À, bướm. Bướm. Nó bé tí hon con ạ. Ong, tại vì có cái đít nhọn kia là con ong rồi. Trong khi hai bố con đang tô, bạn Bún đã tô được khuôn mặt bạn gái rất là xinh và cái khuyên tai màu vàng. Bây giờ bạn Bún đang kéo màu vàng xuống cái thùng váy ở dưới. Đẹp nhỉ. Đây các bạn ơi, vèo một cái bạn Bún bạn đã chấm xong bông hoa ở mái tóc nha. Và mái tóc màu cam, bạn gái có khuôn mặt rất là xinh, mái tóc màu cam, bông hoa màu hồng và đôi khuyên tai màu vàng, đôi mắt xanh rất là to. Bây giờ bạn Bún đang chấm cái áo ở dưới của bạn gái, đó là màu hồng. Vậy là chị Bún đã xong bức tranh các bạn nha. Nhưng mà bức tranh, con không biết người ta làm kiểu gì mà cứ kiểu này ấy. À, đây là... Đây, để mẹ bảo, để mẹ quay các bạn cùng xem nhá. Đây là bức tranh bằng meca trong. Chính vì thế mà người ta đã bo đen cho mình rồi. Bây giờ chúng mình chỉ việc chấm màu vào thôi. Đấy các bạn, tô bức tranh kiểu mới nhá. Chúng mình chỉ việc chấm màu vào thôi. Đây mẹ bảo, con muốn đẹp hơn thì con phải để xuống đây. Ở dưới, đấy. Trắng thì chúng mình thì dễ rõ đúng không? Mái tóc màu cam và những bông hoa trên màu hồng. Đôi mắt màu xanh và cái đôi khuyên tai màu vàng. Ở xung quanh bạn gái có rất là nhiều hoa nhá. Và bạn gái đang mặc cái váy màu xanh, cái áo màu hồng rất là đẹp. Cái đai đó là màu xanh lá cây. Đây các bạn nhìn vèo biết có xinh không? Rất là xinh. Đây là bức tranh của bạn Bún. Sang đến bức tranh của bạn Bắp. Đây bức tranh của bạn Bắp, hai bố con đã tô đám mây và có con ong bông hoa ở dưới, đó là hoa mặt trời có bốn bông nhá, rất đẹp và có cả cái rất là nhiều màu ở dưới, có những đám mây màu trắng. Bây giờ bức tranh của chúng mình chưa nhìn rõ đúng không? Chúng mình mà muốn cho nó rõ ràng hơn, đẹp hơn ấy, thì chúng mình có thể để một tờ A4 đằng sau bức tranh các bạn nhá. Đúng rồi các bạn, chúng mình phải kẹp một tờ A4, chúng mình lấy băng dính hai mặt, chúng mình dán ở đằng sau. Đây các bạn, thì chúng mình mới nhìn rõ bức tranh nhá.
Tại vì bức tranh của chúng ta bằng bê ca trong đúng không? Các bạn nhìn một bên có giấy trắng và một bên không có giấy trắng thì bên giấy trắng nhìn rõ và đẹp hơn rất là nhiều. Vâng, các bạn cùng xem tranh và chấm điểm cho hai bố con bún các bạn nha. Bún cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình.